Muối là một thành phần không thể thiếu trong việc nấu nướng và đem lại vị đậm đà cho thức ăn. Nhưng việc tiêu thụ muối quá mức lại có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe, đặc biệt là tăng huyết áp. Vậy, việc kiểm soát lượng muối trong bữa ăn hàng ngày có thể giúp phòng ngừa và quản lý tình trạng huyết áp cao như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu những biện pháp có thể áp dụng để duy trì một chế độ ăn lành mạnh, giảm thiểu rủi ro tăng huyết áp thông qua việc hạn chế muối. Tiến sĩ bác sĩ Nghiêm Nguyệt Thu, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, muối là chất khoáng cần thiết cho cơ thể. Thận sẽ điều hòa lượng muối và muối giúp kiểm soát cân bằng dịch, dẫn truyền thần kinh và chức năng khối cơ. Theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam, mục tiêu chế độ ăn mỗi người chỉ nên tiêu thụ dưới 5 gram muối mỗi ngày. Tuy nhiên, trên thực tế, theo số liệu điều tra, người Việt Nam đang tiêu thụ trung bình 9,4 gram muối mỗi ngày. Có ý kiến cho rằng thận có chức năng thải muối, nếu chúng ta ăn thừa so với nhu cầu của cơ thể, như vậy nếu thận hoạt động bình thường thì có thể ăn muối thỏa thích. Nhưng thực ra không phải vậy. Lượng muối dư thừa sẽ kéo nước vào lòng mạch, làm tăng thể tích dòng máu, làm huyết áp tăng lên, thậm chí còn gây bệnh tăng huyết áp. Chế độ ăn thừa muối có thể gây ra tăng huyết áp ở tất cả các lứa tuổi, do đó chúng ta luôn cần thực hành chế độ ăn hạn chế muối ngay từ khi còn trẻ để phòng ngừa nguy cơ tăng huyết áp sau này. Bên cạnh đó, khi ăn quá nhiều muối, các loại thuốc điều trị huyết áp như thuốc lợi tiểu sẽ không hoạt động tốt. Khi huyết áp tăng lên, gây ra nhiều nguy cơ cho sức khỏe như đột quỵ và các biến chứng khác. Do vậy, khi bị tăng huyết áp, ăn chế độ kiểm soát muối dưới 5 gram mỗi ngày là cách nên làm để giúp hạ huyết áp. Nếu lượng muối trong bữa ăn cả ngày không vượt quá 5 gram thì huyết áp giảm được từ 2 đến 8 mm thủy ngân. Tiến sĩ bác sĩ Nghiêm Nguyệt Thu chia sẻ một số cách hạn chế lượng muối ăn vào cơ thể như sau. Đầu tiên là giảm lượng muối khi nấu ăn. Thay vào đó, bạn có thể dùng các loại gia vị khác như vị chua, vị cay hoặc các loại rau thơm để phối hợp chế biến, tăng vị ngon của thực phẩm. Thứ hai là hạn chế những thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, xúc xích, bơ mặn vì những thực phẩm này đã sử dụng muối trong quá trình chế biến. Trong trường hợp sử dụng những loại thực phẩm này hoặc có món ăn sử dụng các loại thực phẩm này khi chế biến, bạn cần phải nhớ kiểm soát lượng muối trong bữa ăn đó. Thứ ba là hạn chế dùng gia vị có muối để chấm trực tiếp trên bàn ăn, như nước mắm, các loại mắm tôm tép, tương cà chua hoặc các loại nước sốt pha sẵn vì tất cả các loại gia vị này đều có chứa nhiều muối. Bạn cần nếm trước hoặc xem lượng muối trên nhãn mác thực phẩm khi sử dụng. Ngoài ra, khi đi ăn ở các quán ăn, hàng ăn, luôn nhớ kiểm soát lượng muối vì thường người Việt Nam ta vẫn có thói quen ăn mặn nên các quán ăn thường nấu hơi đậm, do vậy lượng muối nạp vào cơ thể sẽ cao. Việc duy trì lượng muối hợp lý trong chế độ ăn không chỉ có lợi cho người mắc bệnh huyết áp cao mà còn là một phần của lối sống lành mạnh chung. Để đảm bảo sức khỏe cho mọi người, cần giảm muối trong chế độ ăn hàng ngày và sử dụng đúng liều lượng mà các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo.